Chương 1, về Việt Nam, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Chuyến bay từ Los Angeles về Việt Nam chuẩn bị khởi hành, giọng nói của một nhân viên thông báo phát lên từ loa của sân bay. Yun đang ngồi đọc sách ở dãy ghế chờ, nghe tiếng thông báo, cô vội cất cuốn sách vào ba lô rồi sách vali lên máy bay. Trên máy bay, Yun lại lấy cuốn sách ra đọc. Nói đọc chứ thật ra tâm hồn để trên mây chờ ai kéo xuống. Mình đi cũng đã được 5 năm rồi. Không biết bên đó có ai nhớ tới mình không nhỉ? Chắc không đâu, mình tự ý bỏ đi như vậy cơ mà. Yun thầm nghĩ rồi lắc đầu, mỉm cười chua xót. Đến nơi, Yun bước xuống sân bay, nhìn những người ôm lấy, cười tươi đón người thân mà cô không khỏi buồn. Giá như anh ấy cũng ở đây và đón mình nhỉ? Yun thầm nghĩ rồi Yun kéo vali ra khỏi sân bay, đi đến đâu cô cũng được mọi người dòm ngó, lũ boy thì được vào viện tiếp máu còn gơn thì ghen vì bạn trai của mình cứ nhìn chằm chằm gái khác mà chảy máu mũi tg Người ta đẹp thế cơ mà. Ha ha, Yun mặc một chiếc váy trắng không dây, để lộ bờ vai trắng nõn, phần dưới váy xòe ra. Mái tóc màu đen mượt xõa ra, đeo một chiếc nơ trắng. Trên cổ đeo một chiếc dây chuyền mặt hình trái tim. Trông cô không khác gì một thiên thần bỗng Yun đang đi thì bị một chàng thanh niên đụng phải cô anh đi đứng kiểu gì vậy Yun và chàng trai đó hét toáng lên Win đứng dậy phủi phủi váy rồi xách vali bỏ đi để chàng trai ở lại đó ậm ực lại người gì ấy nhỉ chàng trai đó nghĩ rồi bỏ đi về tới nhà Yun mở cửa bước vào trong cũng khá lâu rồi cô mới quay lại nơi này năm năm lận mà không lâu cũng lạ Nằm trên chiếc giường mệt mỏi, cô thầm nghĩ, ngày mai mình phải đến trường Sun xin nhập học nữa. Ôi mẹ ơi, mệt chết đi được. Hai, rồi cô ngủ đi lúc nào không biết. Mở mắt ra thì đã thấy trời gần tối, nhìn đồng hồ thì cũng đã 6 giờ. Từ sáng tới giờ chưa ăn gì nên bụng Yun cứ biểu tình mãi. Yun vào WC làm VSCN rồi thay đồ đi ăn tối đến nhà hàng Charlie, bịa đó, ai cũng phải nhìn cô với ánh mắt mê hồn. Cô mặc trên người chiếc váy xanh dương nhẹ, phần áo có đính kim tuyến, còn phấn váy phồng lên. Mái tóc cô uốn cong, xõa ra. Trông cô thật xinh đẹp. Cô chọn một chiếc bàn nhỏ ở ngay góc vì không muốn ồn ào và nhìn thấy cảnh đó. Cảnh đó ở đây là một chàng trai đang ngồi ăn và nói chuyện vui vẻ với một cô gái, và chàng trai đó không ai khác là Kun. Cool người mà cô phải bỏ đi los angeles à thì ra là cô một giọng nói vang lên win quay đầu lại nhìn thì ra là chàng trai cô đã gặp ở sân bay lúc va chạm chào tôi là đặng châu cứ gọi tôi là kin kin đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay à vâng xin chào tôi là mai hân cứ gọi tôi là yun hân hạnh được làm quen yun đứng lên chào lịch sự rồi bắt tay nếu anh không bận thì có thể ăn tối cùng tôi không yun nói, tay hướng về chiếc ghế đối diện tôi không làm phiền chứ. À không, dù gì tôi cũng ăn một mình vậy thì được cảm ơn Kim ngồi xuống chiếc ghế đối diện Yun cô bao nhiêu tuổi tôi 18 tê Yun nói vậy tôi hơn cô một tuổi, hiện cô đang học trường nào? À ngày mai tôi sẽ xin nhập học tại học viện Sun vậy thì tốt quá Kim cười sao tốt vì papa của tôi làm hiệu trưởng trường đó à, Yun chưa nói xong thì đồ ăn đã được mang ra. Hai người cùng ăn uống và nói chuyện vui vẻ. Họ không biết rằng luôn có một ánh mắt theo dõi họ. Chương 2: Va chạm, nghe chọn bộ tại Mê chuyện audio com Sau khi ăn tối xong, Kin và Yun cứ tranh giành trả tiền. Vì Yun không muốn sống mà dựa vào người khác, còn Kin không muốn con gái trả tiền khi đi chơi với anh. Sau một hồi tranh cãi, rốt cuộc Yun cũng đành để Kin trả tiền hai người cùng nhau ra về. Bỗng Yun chạm phải cun lúc anh đứng lên, hai người lạn người đứng nhìn nhau một hồi. Kin lên tiếng phá hủy sự yên lặng đáng sợ, Yun, chúng ta về thôi, ở nhỉ. Yun chợt tỉnh lại rồi cùng Kin ra khỏi nhà hàng sáng hôm sau, Yun không ngủ được nên thức dậy vào lúc 5 giờ sáng. Hình ảnh của Kun và người con gái ấy cứ hiện lên trong đầu cô. Chẳng lẽ anh ta quên mình rồi? có gái khác như bao chàng trai rồi. Không yêu mình nữa, bỏ rơi mình rồi, hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trên đầu Yun. Cô làm VSCN rồi đi dạo trong công viên. Yun đứng bên cạnh hồ nước, đập vào mắt cô là hình ảnh của Kun đang ngồi gần đó, mắt anh nhắm hở như ngủ, bên cạnh còn có chai rượu uống chưa hết. Yun lại gần đó, trốn sau một gốc cây ngắm nhìn anh. Anh vẫn như xưa, vẫn khuôn mặt, vẫn ánh mắt ấy chỉ có sự lạnh lùng tăng lên gấp bội. Đôi môi anh khẽ mấp máy. Tính trốn tới bao giờ nữa, Mai Hân anh gằn giọng hai chữ, Mai Hân, đôi mắt khẽ mở nhìn qua phía Yun đang lấp ló sau gốc cây. Cứ gọi tôi là Yun Yun cười trừ rồi tiến lại gần anh tại sao em phải trốn khỏi tôi, anh không nhìn cô, giọng lạnh lùng dứt khoát trả lời là một sự im lặng sao em không trả lời tôi. Vẫn cái giọng lạnh lùng ấy tôi tôi đi học cấp 3 ở bên đó tại sao không học bên này anh nhìn qua cô tôi? Cô không trả lời, đầu cụp xuống, cô không muốn nhìn lên ánh mắt ấy, được rồi, tôi không hỏi nữa, anh đứng dậy, hai tay cho vào túi quần, tôi còn phải đi học, tạm biệt, cô chợt nhìn lên đồng hồ, đã 6 giờ 30. 7 giờ là vào học nên cô phải đi sớm hơn để xin nhập học, và lại cô còn chưa ăn sáng nguyên bắt taxi rồi đi tới trường. Bây giờ trường khá đông đúc. Yun bước vào chu ông khiến bao nam sinh sụp đổ trước vẻ đẹp của Yun. Yun đang vội đi thì bỗng đâm trúng một chàng trai. Chàng trai đứng dậy, đưa tay ra nói, Yun, không sao chứ. Kim nhìn Yun hỏi, tay vẫn dơ ra phía trước ủa. Kim đấy à, tôi không sao, cảm ơn Yun kéo tay Kim đứng dậy khiến bao nữ sinh mở to mắt nhìn Kim. Thế là công sức tán tỉnh anh đã bay theo gió, không như một nhỏ mới vào đã được Kim quan tâm như vậy. Kim, anh biết phòng hiệu trưởng ở đâu không? Yun ngây ngô hỏi vì cô biết Papa Kim làm hiệu trưởng trường này à đi theo tôi Kim dẫn Yun tới phòng hiệu trưởng. Ông Vũ, thầy hiệu trưởng, đứng lên nói. Chào con trai, đây là... Ông Vũ chỉ tay về phía Yun, đây là Trần Nguyễn Mai Hân, Kim chưa nói hết thì Yun chen vào, cứ gọi con là Yun, Yun đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay, à ta là Hoàng Vũ, papa của Châu, có lẽ con muốn xin nhập học ông nhìn cô rồi cười, vâng đúng ạ, à, sao thầy biết, cứ gọi ta là bác được rồi, nhìn vẻ mặt con là ta biết dạ hì hì yun cười ngượng được rồi. Con sẽ học khoa công nghệ thông tin, ông Vũ xem qua sấp hồ sơ rồi nói, vâng con cảm ơn bá Quyên tạm biệt Kin và ông Vũ rồi về nhà, điều này đừng ai thắc mắc vì mới nhập học mà. Đã mua sách vở gì đâu, cô đến khu mua sắm The Royal. Yun mua những thứ cần thiết như cặp sách, bút, bla bla. Đến tối, nhìn đồng hồ cũng gần 7 giờ, Yun ghé vào quán ăn gần đó để ăn tối rồi về nhà. Vứt những túi đồ trên ghế sofa rồi Yun vớ tay lấy thử một cuốn sách trong túi để đọc thử. Đọc xong Yun trao mày lại, những thứ này quá dễ đối với cô. Những thông tin này Yun đã học bên Los Angeles sẵn rồi, về học lại như thừa. Mà thôi, lỡ xin nhập học rồi, từ chối thì ngại, thôi coi như, một vé đi về tuổi thơ, vậy. Yun vẫn nhớ in lời anh hai cô nói lúc cô còn 15 tuổi. Này, em làm việc giỏi lắm, chủ tịch công ty này khen ngợi em rất nhiều, vì em mà những thông tin quan trọng của công ty được bảo vệ khỏi những tên hacker, có lẽ sau này em có thể trở thành một hacker đấy. Cô lắc đầu rồi bật cười rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, những hình ảnh của quá khứ cứ hiện về, có cả cun nữa. chương 3, bất ngờ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com 6 giờ sáng, Yun mệt mỏi thức dậy, vào WC làm VSCN rồi xuống nhà ăn sáng, thay đồng phục rồi đi học. Đồng phục trường Sun mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo đen, đeo chiếc cà vạt nhỏ màu đỏ, váy caro sọc nâu, chân mang giày búp bê chỉ dành cho nữ sinh nam thì áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác chiếc áo đen đeo cà vạt đỏ giống nữ sinh, quần dài caro sọc nâu. Tóc Yun cột hai bên, phần mái xõa ra thêm ít tóc dài tới vai. Yun sách cặp rồi tới trường bằng xe đạp vì Yun không muốn người khác biết mình là một thiên kim tiểu thư, còn nữa, Yun không thích đi bộ vì lười mặt cười. Tới trường, Yun vào lớp, bất ngờ gặp Yin. Hai đứa la lên ríu rít nhìn vào cứ tưởng trốn chạy, khiến tất cả mọi người trong lớp trố mắt lên nhìn. Vào học, thầy giáo gõ thước ổn định lớp rồi nói: "Các em, hôm nay chúng ta có một học sinh mới." Thầy nhìn ra cửa mời em và Owen tiến vào lớp khiến cho bao nam sinh nhìn mê hồn. Này, SS mới xin quá. Boy 1: Hot girl mới của lớp. Boy 2: Ước gì đấy là bạn gái mình. Boy 3: Mơ hoài cha nội. Boy 1 và 2: Em hãy giới thiệu mình đi. Thầy giáo nói: Mình là Mai Hân, các bạn cứ gọi mình là Yun. Mình là SS mới nên mong các bạn giúp đỡ. Yun nói, giọng nói ngọt ngào khiến các nam sinh mê mẩn hơn. Được rồi, em ngồi kế bên Yin nhé. Thầy giáo chỉ vào cái bàn cuối cùng ở góc trong lớp. Già Yun xuống chỗ của mình, đi qua các boy đều thấy họ nhìn mình thì Yun hơi ngại một chút. Ôi xinh phết nhỉ boy một ừ, hot quá boy 2 omg tao chết mất boy ba thế là bao nhiêu lời bàn tán vang lên về Yun khiến một nữ sinh ngồi giữa lớp đứng lên nói, này. Ở đây tôi là đẹp nhất nhé. Không ai khác đẹp hơn tôi đâu, Ran đứng lên hét toáng lên, tay vỗ ngực ha ha Yin cười lớn cười gì. Yun chau mày hỏi độ điên và chảnh trẻ thì không ai hơn rồi còn đẹp thì bạn cứ ở đó mà mơ đê ha 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 Yin nói rồi cười khiến Ran tức đỏ mặt được lắm. Cứ đợi đấy, Ran lẩm bậm tức dập vào giờ ra chơi, Yun cùng Yin xuống kế tin trường. Bỗng Yun thấy có một đám đông đứng ngay giữa kế tin xì xào gì đó, này lại coi đi, Yin nhìn Yun nói, thôi đê bà nội, lỡ có chuyện gì nữa, Yun, có gì là có gì, thôi đi, Yin nói rồi kéo tay Yun đi lại gần. Yun và Yin thấy có một chàng trai rất đẹp đang đứng đó, khoanh tay kêu ngạo và Kim đang đứng đó, xin lỗi. Mình không cố ý, Kim Yun nói không cố ý gì, mi cố tình thì có mình không thấy bạn mắt để trên trời mà không thấy à, tin ta xử mi không, chàng trai đó hất mặt nói tha tha cho mình đi chàng trai đó giơ tay lên định đánh Kim thì có gì đó ngăn lại. Kim mở mắt ra nhìn thì thấy Yun đang đứng trước mặt mình, một tay giang rộng để bảo vệ con tay kia thì cản lại nắm đấm của chàng trai đang đứng trước mặt này. Bỏ ra, Kun nói Yun. Em làm gì vậy? Nguy hiểm lắm, tránh ra đi hì, em lo được. Kin, anh đừng lo Yun quay mặt lại nhìn Kin còn anh, có gì thì từ từ nói nhé Yun quay qua nói với Kun rồi đẩy bàn tay Kun đi. Kun ậm ực không biết nói gì rồi cũng bỏ đi, cảm ơn em, Yun Kin nói dạ không có gì, Kin này, anh học khoa nào, Yun hỏi khoa luật yo. Cho ta ăn pơ hả, inchen chen vào nói làm gì có. Yun mặt ngây ngô vô tội đây là. Kim nhìn Yin, à đây là bạn em, Hòa Xuân, Yun nói với Kim, còn đây là bạn tôi, Châu, anh là Đặng Châu, cứ gọi anh là Kim, Kim đưa tay ra, còn em là Yun, rất vui được làm quen, hì, Yin cười, bắt tay với Kim. Nụ cười của Yin có gì đó làm Kim sao xuyến. Chuông reo vào lớp, tất cả mọi người trong kế tin đều vào lớp hết, cả Yun, Yin và Kim. Trên lớp, giáo viên vẫn chưa vào, Yin quay qua tám với Yun ê bà trường mình sắp tổ chức cuộc thi hot girl của năm đấy bà đi thi đi yin cười sao là tôi thì bà sinh mờ không thích đi mà không yun đi thi đi một boy ngồi phía trên quay xuống nói ừ đúng đó yun đi thi là đạt giải nhất liền boy kế bên quay xuống nói đừng lo các bạn thân yêu tôi sẽ thi và giành giải nhất về cho Pran đứng gần đó nói tại sao cô phải đi hai boy và Yin nói, vì tôi xinh đẹp mờ, Ran Chu mỏ nói rồi nháy mắt khiến hai boy và Yin ói ra, Yun đi thi đi, hạ gục con Ran đó đi, đợi Ran đi thì Yin và hai boy nói nhỏ với Yun, đi thì đi. Nhưng mà đạt giải nhất thì ba người khao Yun ăn lẩu, Yun nói, ok b đồng thanh. chương 4, cuộc thi hot girl, nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com. Vào thứ hai đầu tuần, buổi lễ chào cờ, nghiêm giọng thầy tổng phụ trách tpt vang lên tất cả đứng nghiêm tay phải đưa lên đầu sau buổi lễ chào cờ thầy tpt thông báo một số việc các em thầy xin thông báo cuộc thi hot girl của trường năm nay sẽ tổ chức vào chủ nhật tuần sau các em nào đăng ký thì lên cùng thầy em nào đạt giải nhất thì sẽ được làm đạo diễn bộ phim sắp tới của trường mình cùng với hòa xuân mỹ hoa là người make up và chọn trang phục thầy tpt hít một hơi dài rồi nói tiếp và các bạn diễn viên là đặng châu anh thiện duy bảo kiều trinh thanh trúc jenny xong buổi lễ tất cả ss vào lớp còn yun thì mặt cứ cười tươi như hoa rồi lại buồn như xác không hồn thấy nhỏ bạn khùn khùn in cốc đầu yun một phát á yun xoa đầu nói bà làm cái gì vậy tại thấy sắc bà trên mây nên kéo xuống ý mở hề hề in cười mà bà sao vậy vừa vui vừa buồn tại sao vui vì tôi được làm đạo diễn có anh hai nên ảnh phải nghe theo tôi còn buồn vì có côn yun nói giọng trầm đi á vậy là bà tự tin bà đạt giải nhất á hì hì yun cười trừ thầy giáo tiến vào lớp cho lớp ổn định trật tự rồi nói như thầy tpt nói trường ta sẽ tổ chức cuộc thi hot girl như mọi năm ai muốn đi thi thì thông báo cho thầy thầy sẽ nói lại với thầy tpt bạn yun đi thầy boy một đúng ùi cử bạn ý đi thầy boy hai tôi thấy yin cũng được mà boy ba thôi để cho tôi xanh yin uể ỏi nói vậy lớp ta sẽ để cử bạn thầy giáo chưa kịp nói xong nè tôi nè tôi đẹp hơn con, Jun, đó nhiều, Ran đứng lên nói thì bị một cây bút bay qua mặt vẽ một đường rõ dài trên má, tôi tên Jun, nếu không thích thì cứ gọi hân, bộ hồi nhỏ chưa được học tiếng Anh hay sao ấy. Thế mà cũng đi thi, Yun nói, tôi đẹp hơn bạn nhiều, Ran nói rồi nháy mắt, ọe ọe ọe, boy một, đu cao té đấy, boy hai, xuống đi bạn hiền ơi, boy ba, tỉnh mộng chưa vậy, boy bốn bỗng Yun đi tới chỗ Ran nói. Tôi thi bằng cái này, Yun chỉ vào đầu Yun, chứ không phải cái này, Yun chỉ vào mặt nhỏ, ok vậy tôi sẽ chọn bạn Mai Hân và Hồng Nhung đi thi, thầy giáo nói vào giờ ra chơi. Trương Nam, đạo diễn, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, 6 giờ 30 sáng, tại nhà Yun, tương đương tương đương Yun đang nằm ngủ ngon lành thì bỗng điện thoại reo lên. Yun Huệ oài chả muốn nghe nhưng tay thì vớ lấy cái điện thoại, alo tương đương tương đương Yun kéo dài bà có đi học không vậy, Yin ở đầu bên kia nói ở ha tương đương tương đương mấy giờ rồi tương đương tương đương Yun nhìn qua đồng hồ báo thức á. 6 giờ 30 rồi à, Yun chợt tỉnh dậy, nhanh chóng làm VSCN, thay đồng phục rồi đi học luôn, bỏ bữa sáng. Yun nhanh chóng chạy xe đến trường. Đang đi thì đâm phải thầy TPT. Á, à, em xin lỗi thầy Yun díu dít không sao, em lên phòng họp gặp thầy, hích, chả lẽ va chạm một tẹo cũng phải viết kiểm điểm ư, Yun thầm nghĩ phòng họp tương đương tương đương dạ thầy gọi em. Yun nói ừ, thầy muốn bàn chuyện về vở kịch của trường, hú hồn, dạ theo như thầy nói thì em sẽ làm đạo diễn, vậy em sẽ viết kịch bản và phân nhân vật nhé. Dạ em biết rồi được rồi bây giờ em về lớp đi dạ em chào thầy Yun lễ phép chào thầy rồi về lớp trên lớp học. Tương đương tương đương Yun ngồi học mà tâm hồn cứ lơ lơ trên mây vì cứ nghĩ về bộ phim sắp tới. Cô vẫn chưa nghĩ ra cái tên và nội dung. Chắc đành phải lấy bộ phim công chúa lọ lem thời nay quá, suy nghĩ của Yun. Xem nào, anh hai vào vai mẹ ghẻ, Kiều Trinh và Thanh Trúc vào vai hai chị em, người lái xe người là Jenny, Kun là bà mẹ đỡ đầu cuối cùng Kim vào vai lọ lem. Ok, Yun suy nghĩ rồi hí hoáy viết vào một tờ giấy. Vào giờ ra chơi, Yun bảo mọi người lại và thông báo. Sau khi nghe thông báo, Kim, Kun và cắt hết toán lên, không, không, không. Nghĩ sao mà cho Kim vào vai lọ lem vậy? hu sao em ác vậy, kin, này nhóc đáng ghét, anh không làm mẹ ghẻ đâu, hích hích tương đương tương đương, cát, tôi muốn đổi vai, cun, cool, mọi người dáng chịu đi ha, em làm đạo diễn mà nhỉ, yun cười gian, còn thiếu vai hoàng tử, đúng lúc ấy. Yin đâu ra chen vào, à Yin làm hoàng tử cho Yun nhá, cái dề skin và Yin hét lên, tôi còn make up mà mệt lắm, với lại tôi khôn muốn khiêu vũ với tên này đâu nhé, Yin chỉ vào Kin, tôi có tên nhé, Kin, mà tôi cũng chả thèm khiêu vũ với cô đâu, đã thế còn hôn nữa, Oẹ, ok. Vậy Yin không thích lọ lem vì không muốn Kin hôn đúng không, Yun quay sang Yin cười nham hiểm, ừ, Yin đồng thanh cùng Kin, vậy thì đổi qua công chúa ngủ trong rừng nhé, Yun nói rồi cười lớn á không đời nào, còn kinh hơn nữa ấy hu hu, thế thống nhất là lọ lem, mọi người có một tuần để luyện tập Yun nói khiến cho mọi người mệt lừ sau buổi luyện tập cuối cùng, tất cả ai nấy cũng mệt mỏi. Yun lên tiếng, được, nếu mà mọi người diễn tốt, dù không đạt giải thì tôi sẽ khao một bữa ăn hu ra. Ia mọi người vui mừng vào buổi diễn. Tương đương tương đương, Yun nói, ngày sửa ngày xưa, có một cô bé tên là Lọ Lem Kim, nàng rất xinh đẹp. Lọ lem sống cùng người mẹ ghẻ cát và hai người chị em Kiều Trinh và Thanh Trúc, nàng luôn họ bắt làm những việc ngôi nhà cực khổ. Cảnh ngôi nhà hiện lên với lọ lem đang lau nhà còn mẹ ghẻ và hai người chị thì đứng la làng. Mày lau cho sạch chỗ này nè lọ lem, người chị thứ nhất dậm dày xuống chỗ đó nói, chỗ này nữa nè ha ha, người chị thứ hai làm giống vậy, tối nay mày nấu cơm nhé, mẹ ghẻ, dạ. Lọ Lem bổng người đưa thư tới và đưa cho họ bức thư hoàng gia, người mẹ cầm bức thư và mừng rỡ nói: "Tối nay cung điện sẽ tổ chức hiêu vũ để kén vợ Trúc và Trinh, hai con sẽ đi chứ?" "Tất nhiên rồi ạ, à, hai người chị nói con có thể đi cùng không?" Lọ Lem nói khiến cho mẹ và hai người chị cười lớn mày đi ư? "Mày còn không bằng một góc của người hầu trong cung điện đấy ha ha." Trinh nói cô gục đầu xuống khóc bỗng bà mẹ đỡ đầu cun, cool, hiện ra, giọng lạnh lùng vang lên. Lọ lem con đừng buồn, ta sẽ cho con thứ con muốn, bà nói rồi vẩy cây đũa thần, lúc này lọ lem được khoác trên người một bộ váy xoa hoa lộng lẫy, quả bí ngô biến thành chiếc xe xinh đẹp. Và chú chó được biến thành người lái xe, Jenny. Bà nói, con hãy nhớ là về trước 12 giờ nhé, dạ lọ lem cuối đầu nói lọ lem trong bộ váy xinh đẹp bước vào hoàng tử Yin đang đứng đó nhìn thấy lọ lem liền vui vẻ đi tới và mời nàng khiêu vũ. Hai người vui vẻ nhảy cùng nhau nhưng trong thâm tâm thì có gì khó chịu. Đến 12 giờ, lọ lem bất ngờ liền chạy về. Lúc xuống cầu thang, nàng vội đánh rơi chiếc giày nhưng không kịp quay lại. Chàng hoàng tử cầm chiếc giày và ra lệnh ai đi vừa chiếc giày này sẽ làm vợ ta. Lệnh được ban truyền cả nước mọi cô gái đều cố gắng mang nhưng không vừa. Khi hoàng tử tới nhà lọ lem, hai người chị thử nhưng cũng không vừa, lọ lem muốn thử nhưng mẹ ghẻ không cho. Hoàng tử cứ mặc kệ để lọ lem thử. Nàng đã đi vừa chiếc giày, liền rút ra một chiếc giày khác khiến mọi người ngạc nhiên. Hoàng tử liền cưới lọ lem và từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau. Hết chuyện Yun nói xong thì một tràn vỗ tay vang lên. Ai nấy cũng đều rất thích vì có trai đẹp tham gia mà. Lúc MC công bố kết quả thì vở kịch ấy không đạt giải nhất thay vào đó là màn top ca. Tuy mọi người hơi thất vọng nhưng dược Yun An ủi thì vui hơn phần nào. Tất cả mọi người cùng nhau đi ăn vui vẻ. Buổi tối lúc Yun ngủ, nụ cười vẫn còn trên môi.